hé lộ những cái kết thảm vì gái làng chơi của giới lãnh đạo chế độ Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa thời chinh chiến. Bây giờ trong giới trẻ mới thịnh hành câu nói, chết vì gái là cái chết tê tái. Chứ thật ra, từ lâu lắm rồi, nhiều cánh đàn ông cũng đã chịu cảnh muôn phần tái tê vì gái. Không chỉ những ông quan quèn mà đến những ông làm to chót vót trong giới lãnh đạo chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng vì gái, đặc biệt là gái đẹp mà lưu siêu, thân bại danh liệt. Trong video ngày hôm nay, Mr. Sway của Ngược Dòng Lịch Sử sẽ cùng anh em điểm qua vài cái tên tiêu biểu trong làng chết vì gái thuộc giới chức sắc hầm hố của Việt Nam Cộng Hòa. Anh em hãy cùng theo dõi và từ đó tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình, anh em nhé. Phòng trà và vũ trường xưa không chỉ là nơi thành danh của những giọng ca, đây còn là nơi nảy nở những mối tình đình đám của tướng tá và các cô ca sĩ, vũ nữ. Những ai đã từng lui tới phòng trà, vũ trường của đất Sài Gòn trước năm 1975 đều phải công nhận rằng, dạo đó, vũ nữ chỉ đứng dưới ca sĩ một nấc thang giá trị trong xã hội. Không ít tướng tá, những chàng phi công, sĩ quan hoa tiêu, một số luật sư, bác sĩ, kỹ sư trẻ có được một người tình ca sĩ hay vũ nữ là lấy làm hãnh diện lắm, coi đó như là đẳng cấp của một tay chơi thượng lưu, trí thức. Điều này cũng chẳng có gì làm lạ. Ngày trước, ngay cả cựu Hoàng Bảo Đại, ông vua cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, cũng một thời dính chặt với các vũ nữ như Mộng Điệp, Lý Lệ Hà. Sau này, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn chết mê chết mệt cô ca sĩ Kim Loan đến quên ăn bỏ ngủ thì đã làm sao? Nhắc đến những chuyện tình nổi đình nổi đám trong giới ca sĩ và vũ nữ Sài Gòn trước năm 1975, người ta thường nghĩ đến bi kịch của vũ nữ Cẩm Nhung và Trung tá Trần Ngọc Thức. Thật ra, chuyện tình này được dân gian truyền tụng nhiều là do sau khi bị trận đòn ghen, do vợ ông Thức thuê người tạt nguyên một ca axit đậm đặc, tàn phá hết dung nhan, vũ nữ Cẩm Nhung cũng đã làm ra một việc không tưởng. Đó là cô đã cho phóng to tấm hình chụp chung với ông Thức thuở mặn nồng, đeo trước ngực đi ăn xin khắp các tỉnh thành miền Nam, kéo dài gần 3 thập kỷ. Lúc này, chuyện tình ngoài sáng thì ít, trong tối thì nhiều của cô vũ nữ với viên trung tá quân đội mới chính thức banh chành trước bàn dân thiên hạ. Danh tiếng của Trung tá Thức bị ảnh hưởng không ít sau pha trả thù đi vào huyền thoại này. Trong khi đó, có những chuyện tình khác cũng được xem là ly kỳ và tàn bạo không kém, nhưng lại bị thời gian lãng quên. Ví dụ như chuyện thiếu tá Minh gài lựu đạn để giết chết vợ, được ngụy trang bằng một vụ ám sát để tự do chung sống với ca sĩ TP, hay Trung tướng Vĩnh Lộc bỏ vợ con để chạy theo ca sĩ Minh Hiếu. Tệ hơn nữa là tướng quân Lê Văn Tư phải chịu cảnh thân bại danh liệt chỉ vì mê mệt nhan sắc cô vũ nữ ánh hoa của vũ trường Vân Cảnh. Để anh em có cái nhìn cụ thể hơn, từng con đường khác nhau nhưng đều có chung một kết cục, đó là đi thẳng vào lòng đất của các viên tướng tá này thế nào. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng mối tình một, anh em nhé. Đầu tiên là chuyện tình của Trung tướng Vĩnh Lộc và ca sĩ Minh Hiếu. Trung tướng Vĩnh Lộc có tên đầy đủ là Nguyễn Phước Vĩnh Lộc, sinh năm 1926 tại Huế. Ông là anh em họ của Vĩnh Thụy, tức là vua Bảo Đại. Vốn dòng dõi hoàng tộc, lại được sinh ra trong một gia đình giàu có, nên Vĩnh Lộc quen với nếp sống hưởng thụ xa hoa. Từ nhỏ đã được ăn học tử tế, ông nói tiếng Pháp chẳng thua gì tiếng mẹ đẻ. Tháng 6 năm 1965, Vĩnh Lộc được cất nhắc lên làm tư lệnh quân đoàn 2 kiêm tư lệnh vùng 2 chiến thuật. Lãnh thổ do ông ta cai quản bắt đầu từ đèo Bình Đê, giáp danh hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, chạy dọc duyên hải Nam Trung Bộ đến hết tỉnh Bình Thuận và một vùng Tây Nguyên rộng lớn. Bản doanh của ông đặt tại Pleiku. Thời điểm đó, Vĩnh Lộc đã có một vợ, bốn con, nhưng khi phải lòng ca sĩ Minh Hiếu, ông đã rũ bỏ tất cả để rước nàng về dinh. Theo hồi tưởng của ông Phán Ba, nguyên trưởng ty kinh tế tỉnh Bình Long thời đó và là bác ruột của nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền, thì Minh Hiếu tên thật là Đỗ Thị Lài, chào đời vào khoảng năm 1936 trong một gia đình lao động nghèo tại vùng đất đỏ cao su nắng bụi mưa buồn này. Thân sinh của Minh Hiếu làm chủ một quán hớt tóc sập sệ ở dốc Chợ Cũ, gần ngã ba Quản Lợi. Ông ta là người thích ca hát nên tài sản quý giá nhất trong quán chỉ là cây đàn guitar cũ kỹ treo trên vách và Minh Hiếu bắt đầu sự nghiệp từ đó. Vốn được trời phú cho một giọng hát khàn đục khá đặc biệt nên nhiều khách đến hớt tóc thường yêu cầu Minh Hiếu hát một vài bài theo nhịp đờn của cha. Trong số khách đó có nhạc sĩ Mạnh Giác, lúc bấy giờ là trưởng ban văn nghệ của Ti Thông tin Bình Long. Nghe Minh Hiếu hát cũng khá, nhạc sĩ Mạnh Giác đã thu nạp làm đệ tử để luyện âm rồi tìm cách đưa về lập nghiệp ở phòng trà Anh Vũ. Ca khúc đầu tiên đưa giọng ca Minh Hiếu lên đài danh vọng là Mảnh Tình Thương của Mạnh Giác, chứ không phải là bài Quen Nhau Trên Đường Về của Thăng Long sau này như nhiều người lầm tưởng. Năm 1965, nhân một chuyến lên Pleiku biểu diễn, Minh Hiếu đã gặp Vĩnh Lộc tại câu lạc bộ Phượng Hoàng của quân đoàn 2. Ngay lần đầu tiên, thấy đôi mắt lẳng lơ của Vĩnh Lộc nhìn mình một cách say đắm, Minh Hiếu biết ngay Vĩnh Lộc đã lọt vào bẫy tình. Quả nhiên, sau khi về Sài Gòn được mấy hôm, Minh Hiếu đã thấy Vĩnh Lộc kéo theo một đám quần thần đến tận phòng trà mà cô đang cộng tác. Ông ta tỏ ra là một tay chơi hào sảng, coi tiền như giấy và hết mực ga lăng, đã làm cho Minh Hiếu rung động tâm can. Cuối đêm vui, Vĩnh Lộc đã đem quân đoàn của ông ta ra làm quà tỏ tình bằng lời hứa như đinh đóng cột sẽ phong cho Minh Hiếu cấp bậc hạ sĩ danh dự của quân đội.
Ông ta nói về Pleiku sẽ ký quyết định và thông báo với Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời yêu cầu Minh Hiếu chuẩn bị sẵn. Khi nào được thông báo sẽ lên Pleiku làm lễ gắn lon, ông ta sẽ cho một máy bay C-47 đón. Chỉ bấy nhiêu là đủ để Vĩnh Lộc hạ gục Minh Hiếu ngay tối hôm đó. Chưa kể trong đầu cô ta đang vẽ ra giấc mơ trở thành mệnh phụ với sự giàu sang, phú quý đang chờ đợi ở ngày mai. Quả nhiên, Vĩnh Lộc tuy là một tên mồm mép, nhưng là một tên mồm mép nói được, làm được, khi sau đó đã phong hàm hạ sĩ danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho Minh Hiếu. Tuy nhiên tham vọng của Minh Hiếu lại không chỉ dừng lại ở đó, khi cô ta muốn Vĩnh Lộc phải bỏ vợ con để nâng mình lên vị trí chính thức là phu nhân tư lệnh quân đoàn. Tết Mậu Thân năm 1968, đánh hơi được tình hình bất ổn, Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị trên toàn lãnh thổ miền Nam không được rời nhiệm sở để đề phòng bất chắc. Thế nhưng vì quá mê mệt Minh Hiếu, Vĩnh Lộc đã bất chấp, ngang nhiên bay về Sài Gòn ăn Tết với người đẹp. Giống như hầu hết những đô thị khác, Pleiku cũng bị quân giải phóng tấn công trong chiến dịch này. Sau mấy ngày ăn Tết hả hê, Vĩnh Lộc quay trở lại Pleiku trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi. Ông ta không vào ngay nhiệm sở mà về tư dinh dưỡng sức. Đang ngon giấc thì viên đại tá Mỹ J.W. Barnes, cố vấn trưởng quân đoàn 2 cho người đến mời Vĩnh Lộc vào để cùng giải quyết nhiều vấn đề cấp bách. Bị đánh thức, Vĩnh Lộc đã nổi nóng, đuổi viên sĩ quan liên lạc ra ngoài và nói ông ta không nghe lệnh ai hết ngoài Tổng thống Thiệu. Nói thế, nhưng Vĩnh Lộc cũng vội vàng chạy vào quân đoàn. Như chưa đã cơn giận, lại thấy đại tá Barnes không chào hỏi mình trước. Ông ta hằn học nói bằng tiếng Anh: "Tôi không phải là một trung sĩ, tôi là tướng tư lệnh quân đoàn 2, rồi đi thẳng lên lầu." Một bản báo cáo đã được Barnes gửi lên Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Việt Nam ngay sau đó. Lập tức Vĩnh Lộc bị cách chức, cho về Sài Gòn làm chỉ huy trưởng trường cao đẳng quốc phòng. Năm 1973, Vĩnh Lộc lại bị Nguyễn Văn Thiệu tước sạch mọi chức vụ vì trong một chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta đã tự ý bay sang Pháp để liên hệ với người anh họ là cựu hoàng Bảo Đại. Tiếp đến là chuẩn tướng Lê Văn Tư và vũ nữ Ánh Hoa. Năm 1971, khi mang hàm đại tá, Lê Văn Tư được giữ chức vụ tỉnh trưởng Long An, nằm sát bên cạnh Sài Gòn Hoa Lệ. Sẵn tiền của trong tay, không tuần nào Lê Văn Tư không về thành phố một hai hôm để hú hí. Ông ta có mặt ở hầu hết những vũ trường sang trọng, nơi tập trung những vũ nữ trẻ đẹp nhất. Ở đâu Lê Văn Tư cũng vung tiền ra như nước, lại có một vài quân lính theo hầu, oai phong lẫm liệt nên nhiều vũ nữ đã coi ông ta như thần tượng. Ấy vậy mà cuối cùng Lê Văn Tư lại phủ phục dưới gót chân của vũ nữ Ánh Hoa của vũ trường Vân Cảnh đến nỗi thân bại danh liệt. Dạo đó, Ánh Hoa vừa tròn 23 tuổi. Bên cạnh nhan sắc lộng lẫy, cô ta còn có một thân hình bốc lửa, đầy quyến rũ, vòng nào ra vòng đấy. Ánh Hoa không chỉ là đào nhất của Vân Cảnh mà còn được đồng nghiệp xếp loại vũ nữ hạng nhất của Sài Gòn dạo đó. Kể ra thì Lê Văn Tư cũng đã rất dày công để săn đón và lấy lòng người đẹp bằng những món quà đắt giá mà những cô gái bình thường có nằm mơ cũng không thấy. Ví như những chuyến du lịch Hồng Kông, Tokyo để rồi mang về những vòng vàng, xuyến ngọc, hột xoàn không dưới 7 ly. Dĩ nhiên Ánh Ngọc không có tài nào thoát được cái mạng lưới vô hình nhưng đầy uy lực này. Có điều cô ta dám chơi trò bắt cá hai tay. Bên cạnh Lê Văn Tư là người tình trung chi, Ánh Hoa còn có một người tình trẻ để tung tăng phố xá. Tháng 1 năm 1972, Lê Văn Tư được điều về làm tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Bản doanh đóng tại căn cứ Đồng Dù bên cạnh Củ Chi, rồi được thăng hàm chuẩn tướng. Bấy giờ ông ta đã là vua một cõi, ngang nhiên gạt vợ con ra ngoài để rước vũ nữ Ánh Hoa về làm áp trại phu nhân. Biết mình được tướng quân sủng ái, muốn gì cũng được đáp ứng, Ánh Hoa cũng đâm coi trời bằng vung. Nhiều buổi chiều, Ánh Hoa thỏ thẻ với Lê Văn Tư muốn lên trực thăng bay một vòng thư giãn. Ngay lập tức, tướng quân cho gọi viên phi công lái máy bay riêng cho ông ta, luôn túc trực ngoài bãi, chở Ánh Hoa đi chơi. Cuộc chơi này của cô ta chỉ chính thức dừng lại khi một lần đang bay gần đến Tây Ninh, bị súng phòng không dưới đất bắn lên, viên phi công phải bay vòng trở lại. Ánh Hoa hồn vía khiếp đảm, mỗi lần tướng Tư rủ lên máy bay lượn lờ ngắm cảnh là lại dở bài ủy mị, em sợ độ cao. Đám lính hầu của Lê Văn Tư kể lại, lâu lâu Ánh Hoa thèm ăn ngỗng quay Hồng Kông. Lê Văn Tư vội cho người tháp tùng máy bay dân dụng sang tận bên đó, chỉ để mua hai con ngỗng quay mang về trong ngày. Nhiều đêm không ngủ được, Ánh Hoa thấy nhớ tô mì La Cai ở chợ lớn mà trước đây, khi còn làm vũ trường cô ta vẫn thường ghé ăn khuya. Thế là Lê Văn Tư lệnh cho một xe quân cảnh lên đường ngay. Đi về hơn 100 cây số giữa khuya, nhưng khi mang được mì về thì áp trại phu nhân đã say giấc nồng, đành bỏ vào tủ lạnh. Sáng mai mang ra thì người đẹp lắc đầu, không muốn ăn mì ca lai nữa mà chỉ thèm bồ câu quay Thiên Nam. Xe quân cảnh của Lê Văn Tư lại lên đường không chút chậm trễ. Một bước thành bà, vài ba tháng Ánh Hoa lại rủ bạn bè thân thiết sang tận Paris mua sắm cho ngang với tầm đẳng cấp của mình. Tất nhiên là mọi chi phí đã có Lê Văn Tư bao trọn gói. Để cung phụng cho người đẹp tiêu xài còn hơn cả bà hoàng, Lê Văn Tư trượt dài trên con đường tha hóa. Ông ta tổ chức lính ma, lính kiểng có tên nhưng không có người để lãnh lương của họ đút túi riêng, cho thuộc cấp bán quân trang, quân dụng và nhu yếu phẩm ăn chặn của lính ra ngoài thị trường.
Lê Văn Tư còn nhắm mắt cung cấp thuốc tây, gạo, xăng nhớt cho những đường dây mà ông ta biết chắc là tiếp tế cho chiến khu. Lê Văn Tư vơ vét quá lộ liễu, bất cứ việc gì hái ra tiền là tướng quân đều hăng hái tham gia. Cuối cùng Nguyễn Văn Thiệu đã đem Lê Văn Tư ra làm vật tế thần. Tháng 11 năm 1973, Lê Văn Tư bị cách chức và giáng cấp. Hết tiền thì tình cũng tan. Lúc này Lê Văn Tư chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhìn Vũ Nữ Ánh Hoa ca bài từ biệt để ra đi không hẹn ngày trở lại. Nói chung ông nào rồi cũng phải điêu đứng vì gái cả thôi. Ông làm nhỏ thì điêu đứng nhỏ, còn ông làm to như tướng Lộc, tướng Tư thì sập luôn tại chỗ chứ còn điêu đứng nỗi gì. Thế mới nói, say mê gái đẹp không có gì là sai, nhưng say mê tới độ thân tàn ma dại như mấy vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa mà xuôi đã kể ở trên thì đúng là sai, quá sai rồi còn gì nữa, anh em nhỏ. Cuối cùng thì anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ xuôi mình và đồng bọn anh em nhé. Xin chào!